Đó, mình đã thử xong cánh gà rồi, một ít rau quả ớt nữa các bạn. Thì bây giờ mình xem có những câu hỏi nào mới nhất ha, trong cái video mới nhất, để mình mở xem có câu hỏi nào mình trả lời vài câu cho các bạn ha. Đó, để mình xem, mình mở cái video mới nhất, video mà hái rau cho thỏ, hái rau nấu canh chua, rồi cây kiwi, cây ngò om, cây thù lù, cây nho. Đó, để mình xem có câu trả lời nào mình chưa trả lời, mình chưa xem không. Nhiều quá các bạn. Bây giờ mình sẽ trả lời câu yêu cầu của bạn Thả Thính Game đã viết là: cô ơi, tuyết rơi nhớ quay lại luôn nha cô. Ở Việt Nam không có tuyết. Ở Việt Nam mà có tuyết nữa là không biết ở đây chắc quanh năm băng giá luôn các bạn, không có mùa hè luôn đó. Tại Việt Nam là cái vùng mà cần phải nóng ha, nóng ấm. Các bạn ngày hôm qua coi video thấy con sâu nó nằm ở trên cái lá đó. Các bạn nói: cô ơi cô, coi chừng con sâu, con sâu nó đụng vô tóc cô. Mà mình lúc mình làm video mình mới thấy con sâu các bạn, nhìn con sâu nó quá ghê luôn, nó gần đụng cái tóc mình rờ xem không biết ở trên tóc mình có còn mình nhìn mình cũng thấy ghê thiệt đó. May chút xíu nó bò lên trên đầu mình rồi. Thì tiếp tục mình trả lời câu hỏi. À, cái bạn anh hello chị đó, thì chị ơi, mùa đông của chị có tuyết rơi không? Bạn ghi thiếu, bạn ghi mùa đông vùng chị ở có tuyết rơi không, thì bạn ghi là mùa đông của chị có tuyết rơi không. Thì mùa đông ở đây có năm á, thì có tuyết nha các bạn, có năm á, thì chỉ lạnh đông đá, băng đá mà đá đen á, đá mà giống như nó đông lại mà nhìn ở dưới nó đen thì đen á, đi xe trượt luôn mà không rơi tuyết. Còn có năm thì đổ tuyết. Đổ tuyết thì mình chỉ thích một năm rơi chừng 2 lần ok ha, chứ rơi nguyên cả tháng là coi như mình đi xe rất là nguy hiểm các bạn ơi. Thấy tuyết thì cũng ham, thấy đẹp mình cũng thích, nhưng mà rơi chút xíu rồi tan ok, chứ rơi mà đóng cả tuần là ảnh hưởng tới công việc làm á, mình đi đây đi đó không được rồi đó. Bạn Huyền Trâm cái: cô ơi quay dâu tay đi cô, dâu tay bữa này tội nghiệp lắm, phải lấy cái mền ra trùm cho dâu tay chứ dâu tay chịu không nổi các bạn, lạnh quá rồi, giờ lá nó càng ngày nó càng rũ xuống, nó đen hết trơn đó. Rồi có câu nào. Các bạn quay, mình quay mấy con thỏ ở trong chuồng đó, ba con thỏ với 2 con chuột lang. Mình nói con chuột lang á, mình thấy nó ngủ trên lưng của con thỏ, nhưng mà khi mình ra mình vừa thấy á, là nó nhảy xuống liền, mình không kịp quay cho các bạn xem. Cho nên bữa nào mình sẽ đặt máy quay phim ở đó khoảng 1 tiếng ha, mình theo dõi con chuột lang nó leo lên con thỏ nó nằm như thế nào. Bất cứ khi nào mà không có ngủ cũng vậy, giống như là hết ăn á, là nó leo lên lưng thỏ nó nằm á các bạn. Bữa nào mình sẽ đặt máy quay phim ở cái chuồng thỏ, mình để khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ để mình xem những cái cảnh không có mình ở đó thì chuột lang với thỏ như thế nào nha các bạn. Thì bây giờ mình tiếp tục trả lời những cái câu hỏi khác ha. Đó, có một chị Chi Lâm, mình không biết ghi không có dấu, chị nói: Vinh à, khi nào rảnh thì trồng củ kiệu để ăn Tết đi, cảm ơn. Củ kiệu ở đây mình có được có mấy củ đang gầy giống, chưa có củ kiệu nhiều để mà trồng ăn Tết đó, chị Lâm. Đó, thì tiếp tục câu hỏi. Có bạn Cherry Nguyễn, Cherry Nguyễn yêu cầu là: dì ơi, dì dành thời gian để dì quay hết cái vườn của nhà dì được không? Đó, cái vườn của nhà mình á, thì mình cũng đã quay gần hết rồi đó các bạn. Mình quay từng video, video là các bạn xem tất cả những cái vườn nhà mình đó. Có bạn Huệ Anh Nguyễn viết là: quay nhiều video lên cô ơi, ngày nào con cũng đợi video của cô, con xem hết, rất là dễ thương. Đó, nói như vậy thì ngày nào mình cũng ráng sắp xếp thời gian để mình quay một cái video. Chứ quay nhiều hơn là coi như mình hết giờ chăm sóc mấy đứa con nè. Đó, hết giờ lo cho mấy đứa con ăn uống, nấu ăn nấu uống nữa các bạn, chở mấy đứa nhỏ đi học, rồi còn làm một số công việc nữa. Thì bây giờ
Vườn rau tiếp tục ha. Đó, có bạn Thư Võ nói hôm nào rảnh thì làm bánh xem cho vui đi cô ơi. Mùa đông sắp tới rồi các bạn. Chắc chắn là mình sẽ làm nhiều món bánh cho các bạn xem, tại vì đâu có ra vườn được đâu. Thời gian ra vườn mình sẽ vô nhà để mình làm những món bánh thiệt ngon gửi đến cho các bạn và quý vị bà con nữa nha. Mình cũng lúc trước rất là mê làm bánh, từ khi ôm cái vườn ươm cây ươm cối cái lại lười biếng làm bánh các bạn. Các bạn cứ hỏi là bạn Duy Nguyễn hỏi giờ này là lạnh rồi hả chị? Vậy trời lạnh mấy tháng luôn hả chị? Trời lạnh bây giờ bắt đầu là đầu tháng 10 là đã thấy lạnh rồi, lạnh cho tới tháng 5 luôn đó các bạn. Từ tháng 10 mà tới tháng 5, 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, 8 tháng, gần 7 tháng đi, cho 7 tháng lạnh đó các bạn, rất là lạnh. Nhưng mà bây giờ chỉ là lạnh lạnh nhẹ nhẹ thôi ha. Tới cuối tháng 11 đó bắt đầu lạnh dữ dội, tuyết rơi ha. Xong rồi tới tháng 2, tháng 3 mùa xuân nó cũng đỡ lạnh đi, nó lạnh nhưng mà nó đỡ đi. Lúc đó nó nhẹ hơn chút xíu, cái cây lá rồi đâm chồi rồi ra hoa rất là đẹp. Mình chỉ thích mùa xuân, mùa hè. Mùa đông thì thích lúc tuyết rơi chút xíu thôi, còn lạnh quá sợ quá các bạn. Mùa đông á, núp mít ở trong nhà đâu có dám đi ra ngoài đâu. Đi đâu là leo lên xe xong mở cái sưởi ở trên xe đó, rồi ấm ấm rồi chạy. Lúc mà ngừng lại xong mình leo xuống mình vô nhà lạnh cóng luôn, đi cho nhanh. Lúc mùa đông lúc nào cũng đi 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 cho nhanh để vô tới cửa đóng cái rầm rồi vô nhà xong. Vậy đó. Khánh Linh yêu cầu là mình quay lại cây Việt Quất đi. Thì cây Việt Quất mấy ngày này mình quên lãng luôn các bạn, không biết bây giờ nó như thế nào nữa, trái chín tới đâu rồi, đã rụng hết chưa hay là bị con gì lên cắn hết cũng không biết nữa. Ngày mai sẽ ra xem như thế nào ha, chứ thấy lạnh cây cối nhìn tội nghiệp quá chừng, mình ra ngoài cũng không dám ra nữa, mấy cây cối nó chịu thấy tội quá. Rồi chị ơi, mai mốt chị làm một clip về thỏ nha. Nhung Lê viết đó. Sẽ làm cà chua đen ngon không cô? Cà chua đen thì rất là đặc biệt, ăn ngon hơn cà chua đỏ nha các bạn. Đen này đó ăn rất là ngon, mà người ta nói ăn nó tốt hơn cà chua đỏ rất là nhiều các bạn. Cho nên ở ngoài chợ bán bốn trái cà chua đen mà bự bự như thế này, người ta xếp vào trong cái bịch như vậy này, bốn trái như thế này chưa tới 1 pound mà 5 đô, rất là mắc, mắc hơn cà chua bình thường gấp đôi đó các bạn. Không biết mình thấy trồng cũng ok mà cũng dễ mà sao người ta bán mắc vậy không biết. Rồi có bạn Khánh Trình Channel yêu cầu mình quay trái bầu ở nhà má chồng của mình đó, trái bầu già đó như thế nào, để bữa nào má chồng mình thu trái bầu già vô xong rồi mình cưa cưa trái bầu già ra, mình đổ hạt ra cho các bạn xem nha, để mình dặn má mình trước chứ không thôi má mình má mình đổ ra trước cái mình hết quay cho các bạn. Cái video mà ngày hôm qua mình hái dâu với đào củ dền để xem có những câu hỏi nào để mình cần trả lời cho các bạn không thì mình trả lời luôn nha. Thì các bạn yêu cầu là mình làm xôi môi về củ dền nữa, bữa nào mình sẽ thực hiện cây xôi môi về củ dền thử xem sao nha. Rồi còn cái bạn nói là cây chanh dây á trồng rất là nhiều rắn cô ơi. Ở đây á, mong để cho cái cây chanh dây nó bò lên như thế nào để thấy con rắn, mà không thấy. Ở xứ lạnh á, thì rất là ít rắn, rắn thì tập trung ở nơi ấm các bạn, còn lạnh á, thì cũng có nhưng mà rất là ít. Đó, các bạn ơi, các bạn hỏi là trồng dâu bao lâu á, thì mới ra hoa ra trái. Đó, thì trồng bằng cái ngó đó, mình mua cái ngó về mình trồng á, thì khoảng 3 cho đến 4 tháng là mình được hái trái, ra hoa mình hái trái nha các bạn. Còn mình trồng bằng hạt á, thì lâu lắm không biết bao giờ nữa, chắc có 6 7 tháng gì á, cây nó mới lớn lớn lên tí, cũng lâu lắm á. Trồng bằng hạt mình không nói được. Bây giờ những cái hạt dâu mà lúc trước mình ươm đó, đó vẫn lên cây chừng này rồi nè. Bữa nào mình sẽ quay cho các bạn xem, mà mình giữ lại khoảng mười mấy cây thôi à.
còn mình bỏ hết các bạn, tại vì nhà mình rất là chật á, cho nên không có chỗ để mà trồng hết mấy trăm cây dâu như vậy. Tại ở ngoài vườn á, mình có tới mười mấy thùng dâu, gần 20 thùng dâu rồi, cho nên mình chỉ lấy mấy cây đại khái để cho các bạn xem, theo dõi cái dâu của mình ươm lúc đó và bây giờ nó lớn như thế nào thôi nha các bạn. Các bạn yêu cầu là cô rảnh nấu ăn đi, cô rảnh thì đi siêu thị đi đó, cô rảnh thì làm những thử thách của con đi. Con thử thách cho cô nè, ăn khổ qua nè, thử thách cho cô ăn dâu sống lắc muối ớt bữa nào ra hái dâu sống lắc muối ớt ăn thử nha các bạn, thử nó ngon như thế nào. Mình cũng rất là mê ăn chua mà giòn giòn thì ngon nữa. Bạn nào cũng rất là thích dâu cô trồng. Sang năm còn nhiều loại dâu khác nữa các bạn, đón chờ nha. Sang năm mình trồng rất là nhiều hơn nữa. Chuẩn bị hái bằng thúng ước mơ thôi, ước mơ, mong ước mơ còn, đừng có bay mất nha. Bạn Jimin Park yêu cầu là cô ăn ớt chuông lại đi cô ơi. Đó, đã hoàn thành xong cái yêu cầu của em rồi đó. Mình không ăn ớt chuông nhưng mà mình ăn ớt dài hơn ớt chuông, rất là ngon. Rồi cô ơi, cô bao nhiêu tuổi vậy? Tại sao con hỏi cô hỏi mà cô không có trả lời cho con gì hết trơn vậy cô? Trời ơi, nói sao mà thương quá. Cô 36 tuổi rồi, quá là già rồi con ơi. Lúc nào mình bận bịu quá các bạn, mình quên tuổi mình luôn. Mình tưởng đâu là mình còn trẻ lắm, cái mình nghĩ lại cái tuổi mình thấy già quá. Mình soi gương xong sao mình nhanh già vậy, nhanh quá. Mới vừa rồi hồi nào đây mình còn thơ ngây, bây giờ đã già quá rồi còn gì nữa. Có bạn bảo bối hỏi là cô ơi, cô có phải là người Việt Nam không cô? Cô là người Việt chính gốc nha con, nhưng mà mình ở Mỹ, mình nhập tịch ở Mỹ thì người ta gọi mình là người Mỹ gốc Việt nha các bạn. Đó rồi đó, hôm nào trồng nấm đi cô. Mình không biết trồng nấm như thế nào ha, bữa nào tìm hiểu trồng thử nhúm nấm cho các bạn xem đó. Trời ơi chị ơi, chị nhỡ củ dền vui quá, vui ghê. Trang Nguyễn viết toàn những câu khen không đó, toàn những câu khen rồi yêu cô rồi tuyệt quá rồi chào cô rồi xem sớm xem muộn rồi hu hu xem trễ, nhiều lắm các bạn. Bảo Anh Trần kê bên Mỹ trồng mía được không cô? Cô thử chưa? Mình đã thử trồng mía rồi các bạn, ươm ở trong nhà thì lên cao rồi, lên chừng này ha, đưa ra ngoài khoảng chắc một tuần. Các bạn yêu cầu bây giờ mà đi hái cherry, đi hái dâu cherry với dâu đã kết thúc mùa từ lâu rồi các bạn. Đó, ở trong rẫy của người ta đã kết thúc rồi, bây giờ chỉ còn trái bí thiệt bự đó, trái bí mà người ta chơi Halloween đó, thì tới cái vườn bí đó mình quay bí rất là bạc ngàn, bao nhiêu trái bí, chắc cả ngàn trái bí đó, nguyên một cái bãi rộng như vậy, toàn là xe tải người ta vô người ta chở bí về các chợ người ta bán đó các bạn. Thì người ta cho mình vô mình ngắm rồi mình có thể mua, mà mua một trái bí bự như vậy á, thì khoảng 45 đô cho đến 80 đô một trái bí đó các bạn, rất là mắc. Người ta trồng, người ta chăm bón, người ta tưới mà ra trái bí quá bự luôn, phải bán mắc thôi mình trồng được chứ mình khỏi bán luôn, quý quá các bạn không bán nổi. Cô ơi cô thử trồng cà rốt đi. Có cà rốt đã có ngoài vườn, mình gieo rất là nhiều hạt cà rốt, bây giờ đã lên cây cao rồi. Chuẩn bị mình sẽ bứng, mình cho vô thùng đó, những cái thùng thùng cà chua của mình đó mình cắt hết gốc đi, rồi mình trộn phân lại, mình sẽ trồng cà rốt, củ dền rồi củ cải, mình trồng hết vô những cái thùng đó. Mùa đông chắc tháng 2, tháng 3 sẽ được thu nha. Đó, xong tới mùa xuân là sẽ được thu cà rốt đó. Thì cô ơi mai mốt cô trồng cherry đi, ở ngoài có một cây cherry rất là bự, đang chuẩn bị đợi cái tay nó khỏe khỏe một chút xíu rồi mình ra mình sẽ đào một cái hố nhỏ nhỏ để mình cho phân rồi trộn những thức ăn dư thừa mà mình ủ đó, hay là mình trộn thẳng xuống đó mình trồng cây cherry xuống, sang năm hy vọng sẽ ra trái.
rất là mê trái cherry. Các bạn thấy mình quay video, các bạn nói cô ơi cô quay chậm chậm thôi, con coi phone con chóng mặt quá đi, wow chóng mặt quá. Để mình chú ý chút xíu, mình quay chậm chậm. Nhiều lúc mình cứ nói liên thiên rồi mình không để ý cái máy quay phim, cứ mình đưa đi rồi nó cứ quần quần. Rồi đôi lúc mình ngồi mình làm video mình nhìn mình cũng chóng mặt nữa, mình cắt bớt á các bạn. Cái mấy cái tập trước các bạn nào nói là phận làm con gái chưa được một lần cô bắn tim, cô ơi bắn tim cho con đi cô, nghe xong mà thấy thương quá chừng. Cái bài hát rất là hay mà đem vô bình luận nói hay thiệt á. Rồi cô ơi con phải đi học rồi, chiều con về con coi video của cô nha, dễ thương thiệt. Hồi nào thì bạn gì đó không biết, bạn ghi cái tên mình khó đọc quá, cái tên là rất là nhiều chữ, thì hồi nào dâu thì quá trời, còn bây giờ không còn luôn. Dễ thương quá. Rồi cũng không có những câu hỏi gì mà mình cần trả lời gấp cho nên cũng xem qua ha. Rồi mình bấm qua video về trái lê mình xem thử. Trong video trái lê, mình ăn trái lê đó. Nói là cô ơi, cô già rồi mà cô buộc tóc như con nít vậy. Rất là vui. Lúc đó mình buộc thử thôi. Mình buộc thử cái đầu tóc mình mà mình có quyền. Mình thử tất cả các kiểu tóc. Tuy là không hợp với mình nhưng mà cho vui các bạn. Cho vui thôi, mình đâu có phải là mình sống với cái đầu tóc đó mãi mãi đâu. Mình chỉ tạm thời mình ngồi đây chút xíu mình nói chuyện thì các bạn xem lạ lạ, các bạn thấy nhìn nó ngược ngược cũng ngộ ngộ đó các bạn. Lâu lâu thì dậy đi cũng vui vui ha, không sao đâu. Con muốn cột để cho các em nhìn, các em thấy ngộ ngộ các em la cũng vui vậy ha. La không được. Rồi còn gì nữa. Cô ơi sao cái mỏ cô ăn sao mà nó chua quá, cô làm ơn cô đừng có chua mỏ nữa nha, rồi con sẽ coi video của cô. Còn cô chua mỏ lên nhìn cô sao con không có thích, nói vậy đó. Mà trời sinh cô vậy rồi, bây giờ cô muốn sửa làm sao đây, biết nữa ăn cố gắng chắc phải lấy băng keo dán một bên bên này, xong dán một bên bên này để cho nó đừng có nhu lên, để cho cái miệng nó khỏi nhu ha. Nói vui thôi. Đó, cột tóc cũng có nhiều bạn khen, wow cô lớn rồi mà cô cột tóc nhìn cũng đáng yêu quá chứ. Có người khen người chê nha các bạn, không phải ai cũng chê hết đâu, cũng vui mà. Mình cột tạm thời có nửa tiếng thôi mà bị la suốt trong mấy ngày qua trong cái video này, vui thiệt á. Đó, các bạn cứ hỏi là cô ơi tại sao nút bạc đâu rồi, nút bạc bây giờ tại sao chưa về, tới 130 mấy ngàn người rồi, tại sao chưa thấy nút bạc về. Cô cũng gửi thư lên trên chỗ Google, YouTube, cô hỏi tại sao nút bạc của Vinh Nguyễn Thị, kênh Vinh Nguyễn Thị chưa có. Tại sao và tại sao, ở trên nó trả lời, thì cứ đợi đi, cứ đợi, có một ngày thì sẽ có nút bạc. Nói đợi đi rồi khi nào hơn một tháng hay đúng một tháng gì á, người ta sẽ gửi cho mình một cái bức thư gì đó, rồi lúc đó mình sẽ yêu cầu về nút bạc, mình muốn tên gì rồi này kia, thì người ta sẽ bắt đầu người ta làm nút bạc. Thì hơn một tháng rồi mà mình chưa nhận được một cái lá thư nào của Google yêu cầu gửi về cho mình để làm thủ tục nút bạc hết các bạn. Các bạn nào biết thì chỉ giùm mình ha, mình không biết về nhận nút bạc như thế nào hết. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích, thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác, mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.